Thưa quý vị và các bạn, trân trọng giá trị hệ thống của hệ sinh thái, lắng nghe ngôn ngữ của cảnh quan và xây dựng tinh thần học tập lẫn nhau thông qua những khóa đào tạo thực hành về nông nghiệp sinh thái. Đây chính là tầm nhìn mà trường đào tạo nhà nông sinh thái HEPA luôn hướng tới. Lớp học giữa rừng đại ngàn tại xã Kim Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ở trường đào tạo thực hành nông nghiệp sinh thái nhân văn HEPA này, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Hờ Mông, Tày, Khơ Mú. Ngoài ra còn có cả những người bạn nước ngoài. Đến đây, ngoài việc cùng nhau học tập về những kiến thức nông nghiệp sinh thái, họ còn cùng nhau chia sẻ tín ngưỡng bản địa của các tộc người trong ứng xử với đất, với rừng và nước, từ đó tiến tới những thay đổi về nhận thức và hành vi trong các phương pháp luận vì một thế giới hài hòa, bằng hữu giữa con người với thiên nhiên. Tôi nhận thấy rằng là ở Việt Nam hiện nay còn rất giàu có về văn hóa cũng như là các cái tri thức bản địa. We're losing a lot of that at the moment, or we've already lost a lot of the local knowledge. Tôi đã ở Úc và tôi nhận ra rằng ở đó thì người ta cũng đã, mặc dù là hiện đại hóa, thế nhưng mà cũng mất đi rất nhiều các cái giá trị văn hóa bản địa rồi. Thế thì tôi muốn làm việc với cái nguyện vọng của mình như thế, và tôi cũng hy vọng là trong tương lai thì tôi có thể là sẽ đóng góp và chia sẻ được cho những người ở phương Tây, người ta có thể hiểu được văn hóa bản địa cũng như là các cái giá trị tri thức bản địa. Năm 2002, Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn Vùng Cao được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao 285 hectare rừng đầu nguồn sông Ngàn Phố. Trung tâm từng bước xây dựng mô hình đào tạo, thực hành nghiên cứu và hoàn thiện mô hình phát triển bền vững, nguồn tài nguyên rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học tự nhiên. Với triết lý đơn giản, xem thiên nhiên là mẹ của muôn loài, HEPA luôn hướng tới mục tiêu tạo tiền đề cho việc hình thành một viện nghiên cứu và phát triển quốc tế về sinh thái nhân văn vùng cao đầu tiên tại miền Tây của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và tại Việt Nam nói chung, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cái vùng Hương Sơn này, đặc biệt là đầu nguồn sông Đoàn, là cái vùng đa dạng sinh học thực sự mà cả cái nhà nghiên cứu học của Anh kết hợp với cái tổ chức CRED của giáo sư Võ Quý đã nghiên cứu trước đây rất nhiều năm. Và cái đỉnh Ba Mụ ấy là một cái đỉnh mà rất quan trọng trong cái chiến lược biên giới miền Tây của Việt Nam và Lào. Thế thì đây là cái chỗ mà HEPA đứng ở đây, là cái cổng thực sự để mà canh giữ tất cả các cái nguy cơ rất mong manh của các cái cánh rừng đa dạng sinh học này. Nếu như mình muốn giữ toàn bộ cánh rừng đằng sau đấy, thì nó không những là tạo ra một cái sinh quyển, một cái tiểu vùng khí hậu cho toàn bộ cái huyện Hương Sơn nói riêng, mà mình cũng góp phần tạo ra một cái gọi là cái nguồn vốn sinh thái chung. Phương pháp đào tạo tại HEPA là lấy học sinh làm trung tâm, vừa học lý thuyết và thực hành ngay trên thực tế. Học sinh ở đây gặp nhau để nói lên tiếng nói của dân tộc mình, nói về những kiến thức canh tác quý báu, về văn hóa canh tác cũng như những kiến thức kinh nghiệm trong làm nông nghiệp. Mỗi học sinh sẽ được giao từ 5 đến 10 hectare đất, tùy theo từng mô hình canh tác. Các em sẽ được chủ động thực hiện theo những ý tưởng độc lập, kết hợp giữa kiến thức bản địa của dân tộc mình với những kiến thức khoa học được học tập tại lớp, đặc biệt là những kiến thức về nông nghiệp sinh thái. Tôi cũng rất là vui và rất là may mắn được sang tại học tại HEPA, vì hiện nay HEPA đang học về sinh thái, nông nghiệp sinh thái, và em cũng vào đây và thu gom được rất nhiều bài học, và để bài học này em sẽ rút ra về phát triển và giúp đỡ người dân bên Lào. Điểm quan trọng và thành công nhất phải nhắc đến trong chương trình đào tạo nông nghiệp sinh thái tại HEPA, đó chính là quá trình tập sự từ từ chuyển giao trao quyền tự chủ cho các bạn thanh niên dân tộc thiểu số. Tại đây, họ được tự do phát triển các kỹ năng thực hành, trí tuệ cũng như kinh nghiệm bản địa của mình trên cơ sở quan niệm đất là cuộc sống, là tình yêu, là tâm linh, là quan hệ xã hội, là vị thế chính trị, là chuẩn mực đạo đức, là hệ tín ngưỡng của các tộc người. Trên cơ sở đó, họ đã xây dựng được các mô hình về quy hoạch, thiết kế hệ thống nông nghiệp sinh thái, mô hình bảo tồn và phát triển rừng tự nhiên dựa vào liên kết cộng đồng.
chúng tôi thấy rằng là lớp lớp học sinh tốt nghiệp ở đây ra thì đều có những cái đóng góp nhất định cho cộng đồng, cho gia đình và cho các cái chính quyền địa phương. Và đặc biệt ý là cái mẹ học sinh lãnh đạo trẻ hiện nay là có 5 học sinh là đang toàn quyền điều hành cái HEPA này dưới sự tư vấn của các cái cán bộ lâu năm của viện Sperry. Đấy. Thế còn đối với quan hệ nước ngoài ý, thì cánh thấy rằng có những bạn tốt nghiệp đại học đến đây, lúc đầu là chỉ xin 3 tháng tình nguyện, nhưng cuối cùng là ở lại đây 3 năm và cuối cùng là sẽ kết duyên với các cái nhân viên ở đây. Trong khoảng 10 năm, HEPA đã đào tạo được một đội ngũ những nhà nông sinh Thái trẻ đến từ nhiều cộng đồng dân tộc nghèo của Việt Nam. Và với những con người biết phụng dưỡng thiên nhiên như một niềm tin tín ngưỡng, thì chắc chắn những cánh rừng đại ngàn của Hà Tĩnh nói riêng và của cả Việt Nam nói chung sẽ không còn trở thành những điểm nóng về nạn phá rừng như các phương tiện truyền thông đã đưa tin trong thời gian gần đây. Tại trung tâm HEPA, việc liên kết giữa các dân tộc người như người Kinh với dân tộc thiểu số người Thái, Hơ Mông, Tày, Sán Diều và các dân tộc khác trên thế giới như Úc, Hà Lan, Mỹ, Thái Lan, Lào đã giúp người dân có cơ hội được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, gắn phát triển kinh tế với việc bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vườn ươm này được hình thành từ năm 2005. Đây là nơi thử nghiệm, khảo nghiệm, bảo tồn các loại giống cây bản địa, cây cảnh và cũng là nơi thực hành cho các học sinh đến học tập và nghiên cứu. Đây theo hướng sinh thái, hoàn toàn sinh thái mà không phụ thuộc về các chất chẳng hạn về nhựa ấy, thì ta không cần phải lấy cái này ra nữa. Sau khi trồng cái này là tự phân hủy. Nó rất là cái quá trình làm cái bồ này nó mất nhiều thời. Các phương thức ươm trồng đều được thực hành hoàn toàn bằng phương pháp nông nghiệp sinh thái. Còn đây là một buổi chia sẻ về hệ thống vòng tròn chuối theo mô hình hệ thống canh tác bền vững của Úc. Một hố lòng chảo để tập kết rác hữu cơ cũng như nước thải trong sinh hoạt. Chuối được trồng xung quanh bởi rễ cây chuối có tác dụng xử lý mùi hôi của rác thải, tránh gây ô nhiễm. Đây chỉ là một trong số nhiều kỹ năng mà học sinh nơi đây trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo vệ môi trường, mặc dù việc trả lại nguồn nước sạch sau khi sử dụng về với thiên nhiên thông qua hệ thống vòng tròn chuối có thể chưa đạt được yêu cầu tuyệt đối, song hệ thống này lại rất phù hợp với các hộ gia đình nông thôn. Công trình vòng tròn chuối, công nghệ vòng tròn chuối là một cái công nghệ sinh học hoàn toàn là tốt cho môi trường và tốt cho mỗi một nông hộ. Nếu như cả các bản làng nhà nào cũng có vòng tròn chuối thì rõ ràng là nó giữ gìn vệ sinh cho chính gia đình đó. Và đồng thời nó đem lại hiệu quả, nó làm những cái nảy chuối rất to. HEPA không chỉ có những bài học về nông nghiệp sinh thái mà còn có cả những bài học trong việc ý thức bảo vệ môi trường. Hơn 10 năm nghiên cứu, ứng dụng, đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng trên rừng phòng hộ đầu nguồn với mục tiêu bảo vệ, phát triển và làm giàu vốn rừng, HEPA đã đạt được những chỉ số thực sự có ý nghĩa trong công cuộc bảo vệ rừng của huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Cùng một cái thành quả nhìn thấy được ý, là trong cái khuôn viên HEPA này ý, thì nói thật với cả anh là đã có các động vật về. Gà rừng này, lợn rừng này, rồi thì khỉ, vượn và các cái loài thực vật là đang thực sự hồi sinh trở lại. Đấy. Và cái nguồn nước xung quanh cái vùng này nó cũng càng ngày càng giàu lên so với 10 năm trước đây. Thì đấy là những cái chỉ số mà tôi nghĩ rằng ấy, xem như là những cái chỉ số thành công. Đã có hàng trăm học sinh từ các vùng miền khác nhau tới đây học. Các em đã học hỏi được cách thiết kế cũng như triết lý phát triển bền vững, đặc biệt là phát triển bền vững tại vùng cao trên đất dốc. Các em đã đem kiến thức mà mình học được về truyền đạt lại cho bà con làng bản mà các em sinh sống, chính cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước và canh tác bền vững trên đất dốc là giải thoát cái đói, cái nghèo cho bà con dân bản. Thực tiễn cho thấy trường đào tạo nhà nông sinh thái HEPA đã đóng góp không nhỏ cho việc nâng cao nhận thức xã hội về phương pháp luận thực hành nông nghiệp sinh thái và vai trò của tri thức địa phương đối với quy hoạch và sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên thiên nhiên. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Open Việt Nam ngày hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính đã phát trong chương trình. Điều hối, dự báo lạc quan những tháng cuối năm. Trung tâm thương mại hút khách bằng nhiều chiến lược hấp dẫn. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để thu hút FDI. Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ. Mô hình đào tạo nhà nông sinh thái. Tôi là Khánh Ly. Còn tôi là Minh Hải.
rất hạnh được đồng hành với quý vị trong Open Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.